Thưa quý vị, thời tiết thất thường với mưa trái mùa và không khí lạnh trong những ngày qua đã khiến cho hàng chục ngàn hecta cây ăn trái tại các tỉnh Đông Nam Bộ bị thiệt hại nặng. Ước tính đã có khoảng 39.000 hecta cây ăn trái bị hư hỏng do thời tiết. Chỉ tính riêng tỉnh Đồng Nai, ước tính toàn tỉnh có gần 20.000 hecta đều bị khô bông rụng trái. Đó là chưa kể hơn 1.500 hecta đều bị nhiễm tháng thư và hơn 2.000 hecta đều bị bò xít mũi phá hoại. Thời tiết bất thường cũng khiến gần 7.000 hecta xoài ở các tỉnh Đông Nam Bộ bị rụng trái sớm. Ngoài ra, khoảng 12.000 hecta chôm chôm và sầu riêng đã vào vụ ra hoa đậu trái non, nhưng hiện vẫn đua nhau ra đọt non. Ước tính thiệt hại nhà vườn trong tỉnh lên đến gần 10 tỷ đồng. Hiện ngành nông nghiệp các tỉnh Đông Nam Bộ đang tích cực ủng hộ nông dân, ứng phó với thời tiết thất thường và tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.